Buổi sáng tại shop em nè anh em, những anh em ở quận 4, quận 8 ở Vĩnh Long xuống ở Bình Dương qua từ Phụ Tùng tới anh em làm xe. Vui lắm anh em, có nhiều ông anh tới dẫn vui lắm. Nói chung là nói chuyện khá là rất là dễ thương luôn. Khung cảnh đây, mời anh em xem ha, khung cảnh buổi sáng của tại shop em và những chiếc xe của anh em đem tới dọn. Mày thấy mấy cái comment cu tèo tao đó. Bé lũng à. Cứ đây. Thế vậy. Nickname toàn là Mỹ Miều của ông Thái nha, cú tèo, cú tí rồi. Vợ kêu bé lũng. Hai bé lũng cho nhậu nha. Đủ mấy ngày đó. Nhìn đặt tên Mỹ Miều. Cú tèo, cú tí. Ăn là sàn đông. Tại vì mình nghe là nghe cái máy nó phải tròn nè. Vừa mới phục dựng xong hai em 72 luôn, hai em phục dựng cho một ông anh là ở Cần Thơ, của anh Tâm Cần Thơ, và ông anh này thì ở Sóc Trăng. Giờ phục dựng xong, lâu rồi không có quay cho anh em xem xe dọn. Hôm nay quay cho anh em xem hai em màu đỏ luôn, hai em màu đỏ Candy để anh em chơi Tết ha. Để mình quay cho anh em thì cũng sẵn dịp thì anh em cũng gần tới Noel rồi. Noel là sắp Tết rồi anh em. Anh em nào có dọn xe cần phụ tùng gì cứ ới shop em ha. Từ Phụ Tùng 67 và cúp luôn. Đi một vòng đi. Đi một vòng quay cho anh em xem ha. Hai em. Hai em thì một em á, một em thì em này là của anh Tâm, dọn phong cách là zin ha. Còn em này thì dọn phong cách là full mới. Nói chung là em nào cũng full mới hết. Em nào cũng full mới hết, nhưng mà mỗi em thì một phong cách khác nhau. Nên là em này là ghi đông thấp ha. Xe này thì shop em lên theo yêu cầu của ông anh ở Sóc Trăng là xe này mình có đề luôn ha. Mình có chế đề sẵn cho ông anh, về là chỉ có việc đề, bấm đề và đi thôi anh em ha. Cứ bấm đề và đi thôi. Một vòng qua đây, đi một vòng chậm chậm cho anh em ở xa xem. Lâu rồi không có quay cho anh em xem. Tắt cái máy nhạc đi anh Linh ơi. Quanh đây, đi chậm chậm cho anh em ở xa xem. Thì mỗi em hai xe này thì mỗi xe có một cái phong cách khác nhau ha. Quanh đây, xe này thì mình đi si, dàn chân là đỏ si, còn bên kia là đỏ bạc. Đó, mỗi cái nó khác nhau một tí ha. Và ở xe này thì máy nhỏ, còn xe này thì máy lớn. Xe này thì máy 100, bên đây thì máy 50. Đó, và đặc biệt thì sẵn mà mình review hai em xe này thì mình review qua đây, mình review cho anh em xem cặp vỏ Thái luôn, cặp vỏ Thái cho anh em xem luôn ha. Thì đây đó, cặp vỏ Thái viền trắng, để shop em lấy cây kéo đây, để shop em quay trực tiếp cho anh em xem. Thì một cặp vỏ Thái viền trắng này giá của em nó là 2,5 triệu một cặp anh em nha, 2,5 triệu một cặp. Và size của em nó đây, như anh em thấy nè, này là mình có quay cho anh em rất là nhiều lần ha, mình có quay cho anh em rất là nhiều lần đây. Mình mở tí xíu cho anh em xem. Đó, 2,5 triệu một cặp vỏ Thái viền trắng. Ở đây mình có hai size nha, một cái là 250 và một cái là 225. Đó, thì sẵn mình review xe dọn rồi, mình review phụ tùng cho anh em xem luôn. Lâu rồi mình không có lưu bu quá, mình không có quay xe dọn cho anh em xem ha. Ngày hôm nay thì theo yêu cầu anh Tâm thì anh đợi khá là lâu rồi. Anh Tâm kêu là Quân ơi, làm xong quay lên cho anh em xem ha, làm xong quay lên cho anh em xem. Thì mà bữa giờ mình lu bu quá, mình không có quay cho anh Tâm được. Hôm nay mình quay cho sẵn ông anh ở Sóc Trăng dặn shop em, rồi mình quay cho anh em xem luôn.
hôm nay mình review cho anh em xem ha. Phong cách đầu tiên đi, đầu tiên thì qua này đi. Đầu tiên thì mình sẽ quay xe của ông anh ở Sóc Trăng. Nói chung là ảnh xe ảnh là không phải nói là đủ đồ nữa, mà xe ảnh là dư đồ luôn rồi. Túi nhét sườn, thùng đựng đồ thì cũng có hết, xe có đề luôn ha. Thì xe này anh em thấy không, một cái một là nổ tinh liền. Cấu hình máy là 100. Và xe này là ông anh ở Sóc Trăng, chung mình ông anh ở Sóc Trăng này ảnh mua xe của shop em, rồi ảnh nhờ shop em phục dựng lại luôn, phục dựng từ trong ra ngoài luôn. Đó. Xe thì cấu hình máy 100 ha. Cực kỳ thì thầm, xe lúc nào thì bên em cũng vậy, bao ha, bao không giọng hú, bao thì thầm. Đó, đề. Và shop em có chế đề anh em thấy ha. Đây nè, tắt đây, quay ra đây cho Bảo. Quay ra đây cho anh em xem, tắt. Ha. Thì nói chung là mỗi người mỗi sở thích thôi. Anh em nào thích chơi đề thì chơi, không thích chơi đề thì đạp ha. Đây. Một cái một. Ngon lành anh em ha. Một cái một ha. Máy móc là thì thầm, không giọng hú ha. Mình bịch cái bô lại cho anh em nghe. Quay sát ở đây. Quay sát ở đây cho anh em nghe, micro ha. Không giọng hú. Máy móc là thì thầm. Điện đèn càng là full chức năng đầy đủ hết ha. Biết sao anh em biết sao mình nói là dư không? Tại vì nói chung là những cái món đồ linh tinh á, những cái món đồ mà shop em hay review á, mà anh trai Sóc Trăng này anh cực kỳ tin tưởng shop nha. Đồ chơi có bao nhiêu là gắn vô hết ha, chẳng hạn giống như là đèn led cũng vậy. Vô đây quay cho anh em xem đèn led luôn ha. Đây thì mình có chế cho ông anh ở Sóc Trăng này hai cái đèn led mini, đèn led cầu mini ha. Đây đó, đèn led cầu thì bên shop em có bán. Và đây thì mình có hai loại hai chế độ nha. Một á là led trắng, hai là led vàng. Led vàng là phá sương anh em nha, phá sương và buổi sáng á, với buổi tối là cực kỳ ok luôn, cực kỳ sáng luôn ha. Bây giờ mình nói là xe này là gắn đầy đủ đồ chơi hết, về là chỉ có lên xe đổ xăng lên xe thôi ha. Dọn từ trong ra ngoài, xe này là mình phục dựng từ trong ra ngoài luôn cho ông anh ở Sóc Trăng này. Và đi thì anh thích đi cái đồng thấp, nhưng mà bô thì bô bắt. Đó. Anh mua xe bên shop em, xong rồi nhờ bên shop em phục dựng luôn. Máy móc là thì thầm, điện đèn càng là full chức năng đầy đủ ha. Ngon lành. Sạch sẽ, gọn gàng ha. Và anh đây, còn em bên đây. Em bên đây thì của anh Tâm. Anh Tâm ở Cần Thơ, anh Tâm này thì đợi hơi bị lâu rồi. Tâm này đợi hơi bị lâu. Xe của anh Tâm này là cũng xe là của xe shop em luôn. Mua một con xe xong rồi nhờ shop em phục dựng lại từ trong ra ngoài ha. Đây. Xe này thì nó hơi cao tiền, xe này là zin nhiều. Đó, xe này thì zin nhiều. Và xe này mình phục dựng cho anh Tâm ha. Như là ghi đông cùm. Và xe này thì mình đi với hai màu chủ đạo là đỏ và xi, chứ mình không có đi bạc ha, mình đi đỏ và xi. Như là zin thì nói chung là xe này hoàn toàn, nói chung là khoảng tầm 70-75% anh em nha, 70-75%. Đó. Thì mình ở đây mình không có review đồ zin, đồ mới hay là đồ gì hết, nhưng mà mình quay cho anh Tâm xem và những anh em ở xa xem ha. Thì đồ có món nào mình có thì mình báo giá cho anh em, hoặc không có là mình không có báo giá ha, mình không có báo tầm bậy. Đó. Và xe này thì cấu hình máy chỉ có 50 thôi ha, mình làm theo zin, mình đi chỉ có 50 thôi ha. Đây máy của em nó đây. Bô thì mình đi me, bô này là me châu Âu anh em nha, bô này là me châu Âu. Xe thì mình đã đi chơi rồi, qua đây quên quay cho anh em xem, mình đã đi chơi rồi ha, mình đã âm lửa, mình đi lửa IC ha, vẫn xài nắp cá zin bít lửa, nhưng mà mình đi là lửa IC anh em nha, lửa IC. Đó, quay rõ ràng đi cho anh em xem, chứ không phải là mình đi bít lửa đâu, mình không còn đi bít lửa nữa, mình đi IC rồi. Và xe này thì chưa biết là anh Tâm, anh chủ xe này là có gắn tem hay không, mình cũng tại vì mình đi theo phong cách zin mình không có gắn tem. Đó, anh em nào mà anh em thích thì gắn tem, và không biết là còn thiếu cái gì nữa hay không. Thì những anh em nào mà xem hai xe này từ zin tới nói chung mình phục dựng á, cho những anh em á,
quay xuống đây đó. Đẹp ha, cái vỏ viền trắng này đẹp dễ thương đó. Và giá của em nó là 2,5 triệu một cặp. Thì bên shop em là chuyên về phụ tùng từ cúp B67. Anh em cần những cái món gì cúp và 67 cứ việc cho shop em một cái bình luận đi ha, để shop em biết anh em cần những món gì, shop em sẽ review báo giá trực tiếp cho anh em ha. Từ 67, 68, 72 cúp, tất cả các dòng cúp, đặc biệt là đồ cúp Thái là bên shop em đầy đủ hết ha, rất là chất lượng, rất là tinh xảo đó. Như anh em thấy ha, đây vỏ Thái, cái vỏ Thái này mình gắn cúp được nha, mình gắn cúp được, mình gắn 67 được, mình gắn 72 được, nên tất cả anh em ở xa cứ việc yên tâm, và cần những món gì cứ việc liên hệ trực tiếp với shop em, và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Đó, liên hệ trực tiếp với shop em. Hai em 72 cực kỳ dễ thương, nhìn cũng khá là ok ha. Không biết là thêm cần thêm những món gì không, nhưng mà nếu mà anh em thấy shop em một lần thiếu gì nữa thì cứ việc cho shop em một cái bình luận ha, để shop em gắn thêm nữa cho nó hoàn hảo hơn tí xíu nữa ha. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye.